một luồng sức mạnh cường đại tấn công thẳng về phía ý chí hoàng tuyền, khiến cho ả bay ra xa. Sabria vừa thản nhiên tấn công vừa lên tiếng, "Ồ, cũng trâu phết nhỉ, như này thì sao?" Nói rồi Sabria liền tung ra chiêu thức mạnh hơn, tạo thành một vòng năng lượng khổng lồ. Ý chí hoàng tuyền khó chịu, bực bội nghĩ thầm, đáng ghét, mụ già chết tiệt này lại đùa dưỡng với mình như một con khỉ. Nghĩ rồi ý chí hoàng tuyền nói lớn đừng đắc ý vênh váo. Vừa nói, ả vừa tạo ra một luồng sáng lan tỏa xung quanh mình nó dần dần cuộn trào như vũ bão tiến về phía Sabria. Cô chỉ mỉm cười, đứng nhìn với con mắt thích thú, với một tân binh mà nói, biểu hiện cũng khá đấy. Ý chí hoàng tuyển nghe thấy vậy thì tức giận vô cùng, vừa đánh Sabria vừa nói, khá sao, ta là thần hoàng tuyển chân chính. Đừng tưởng mình có thâm niên thì có thể đè đầu cưỡi cổ ta, ngươi và gai ở đều sẽ trở thành thức ăn của ta, không một ai có thể sống sót. Ý chí hoàng tuyển tức giận, tung ra toàn lực, ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía Sabria. Sau đòn tấn công của à, năng lượng va chạm nhau tạo thành khói bụi mịt mù đột nhiên có âm thanh từ sau vọng lại khiến cho ý chí hoàng tuyền không khỏi giật mình với chút thực lực này mà cũng dám tự xưng là thần sao một bàn tay khổng lồ xuất hiện chỉ với cái búng tay đã có thể đánh văng ý chí hoàng tuyền một bàn tay khổng lồ tích tụ nguồn năng lượng lớn sabria vừa điều khiển nó vừa hùng hồn lên tiếng muốn làm thần sao vậy ngươi thử xem có thể đỡ được đòn này của ta hay không đòn tấn công của thần con mắt lớn cường đại xuất hiện trên nền trời nhìn thẳng về phía ý chí hoàng tuyền mấy nữ thần khác đứng một bên chứng kiến không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng giật mình đầy khó tin đây đây chính là đòn tấn công của tà thần thời hoàng kim sao cứ tiếp tục như vậy thế giới sẽ bị hủy diệt mất không được chúng ta nhất định phải ngăn bà ta lại gai ở xuất hiện từ trong vòng trong thời không cả người tơi tả mệt mỏi lên tiếng khụ khụ đừng đi quá nguy hiểm tiffany nhìn thấy bộ dạng này của nàng lo lắng vô cùng mẫu thân đại nhân người bị sao thế gai ở chảy cả máu mồm cố gắng đáp lời đòn tấn công của tà thần bản thể cũng chỉ có bản thể của ta mới có thể hóa giải được. trước mắt chúng ta không có cách nào khác, mau mai đi khởi động tàu Noah tại địa bảo của tà thần Sabria quá khứ đứng từ bên trong nhìn ra bầu trời tối sầm bên ngoài lên tiếng thế giới này sắp bị hủy diệt rồi. Hạ Nguyệt Phận khó hiểu hỏi mẹ ơi chúng ta sẽ chết hả? Sabria lãnh đạm trả lời trốn bảo linh cữu của ta thì sẽ không sao, đừng ở đây hóng náo nhiệt nữa, đi gọi các tỷ muội khác vào trong linh cữu đi. Hai nghe lời của Sabria mấy người bọn họ ai ai cũng nhanh chân chạy đi vừa chạy vừa kêu thi xem ai đến trước hả ngươi chạy trước rồi ngươi an gian sabria vẫn đứng ở đó nhìn ra bên ngoài vẻ mặt đầy não nề chán trường nói rõ ràng giải quyết một vị thần giả không nhất thiết phải gây lớn chuyện như vậy bản thể làm hơi quá tay rồi rốt cuộc tương lai đã xảy ra chuyện gì ở nơi đang xảy ra cuộc chiến sabria tương lai gương mặt tối sầm nhìn với ánh mắt đỏ như máu lạnh lùng lên tiếng sao chẳng phải ngươi muốn khiêu chiến mẫu thân của mình à không phải ngươi muốn trở thành vị thần mới ư, ngươi chạy cái gì, ngươi chạy thoát được ta sao? Luồng năng lượng mạnh mẽ cứ thế hiển hiện trước mặt Sabria, khiến cho ý chí Hoàng Tuyền ở bên dưới không có một chút sức lực chống trả, sợ hãi chạy đi. Vừa chạy, ý chí Hoàng Tuyền vừa lo sợ, bất an nghĩ thầm, đùa hả trời, đánh kiểu gì bây giờ, trận chiến giữa chúa sáng thế là so xem ai dung hợp được nhiều thế giới hơn. Mình đã tốn rất nhiều công sức mới dung hợp được tối đa là 120 triệu thế giới, nhưng vừa rồi chỉ trong nháy mắt, mình đã thấy thế giới mà bà ta dung hợp là vô số kể, giống như một bầu trời sao vô tận, không, còn nhiều hơn cả các lượng tử trong vũ trụ, đáng ghét, năm đó nữ thần sáng thế làm thế nào lại giết được con quái vật này. Vì mải mê suy nghĩ nên không may ý chí hoàng tuyển bị vấp chân, ngã thụp xuống đất. Ư. Ừ. Sabria đứng ở phía trên, quả cầu năng lượng khổng lồ dần dần được thi triển. Cô bình thản nói, bình tĩnh chấp nhận kết cục thất bại của mình đi, chỉ có gai ở mới có thể đánh với ta. Nhìn xem dáng vẻ của ngươi, không thấy xấu hổ à? ý chí hoàng tuyển sợ đến nỗi run hết cả người thậm chí còn tè dầm từ bao giờ à khóc lóc cầu xin không ta biết sai rồi đừng giết ta mẫu thân đại nhân tuy nhiên sabria chỉ đáp lại với ánh mắt lạnh tanh muộn rồi con gái của ta ngươi là đứa con đầu tiên dám trực diện khiêu chiến ta và cũng là đứa cuối cùng cùng biến thành cho bụi với thế giới này đi vừa dứt lời con mắt trên không trung mở to khủng khiếp quả cầu năng lượng cũng không ngoại lệ càng ngày càng trở nên khổng lồ bọn chúng cùng tiến về phía ý chí hoàng tuyền đang đứng tuy nhiên chỉ ngay giây sau, nên chơi đã chuyển về sắc xanh bình thường. Tiffany không khỏi cảm thấy khó hiểu, ngạc nhiên, hửm, thiên quốc, hở, ể, ta, ta chưa chết à, sao ta vẫn chưa chết. Mấy vị nữ thần khác cũng không ngoại lệ, chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, mặt ngơ ngác vô cùng. Gai ở đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, lên tiếng giải thích, là ngô thần. Hai vị nữ thần tiến tới cửa, cũng ngẩng lên trời nhìn xem, trả lời, cái gì, không phải ngô tiên sinh đã bị chiếm xác rồi ư, gai ở ngơ ngác bảo ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng ý thức của ngô thần lại thức tỉnh rồi bây giờ hắn đang giành lấy quyền kiểm soát cơ thể với tà thần sabria lúc này người đột nhiên run bần bật ngô thần từ phía sau đột nhiên xuất hiện kèm theo tiếng nói hê hey, hê hey, quả nhiên mọi chuyện đúng như ta dự đoán sabria không thể tin được chuyện này thắc mắc hỏi ngươi sao có thể ngô thần bình thản đáp không phải đã quá rõ rành rành rồi sao ta nhận được sức mạnh cấp sáng thế ngươi sẽ không bao giờ ăn mòn ta được nữa nghe tới đây sabria không khỏi cảm thấy tức giận nhìn ý chí hoàng tuyền đang nằm bất tỉnh dưới đất lên tiếng mắng chửi khốn kiếp các ngươi lại thực sự kết hôn à cô ta vậy mà đồng ý rồi ư lẽ ra ta nên giết nó sớm hơn ngô thần đắc ý bảo với giọng điệu đầy vui vẻ đối diện với sự sống còn ai mà không đưa ra lựa chọn nhạc mẫu đại nhân sát tâm của người quá nặng ra đã cược vào điểm này của người quả nhiên người không thành thật ngay khi được hồi sinh không chỉ muốn giết hư không mà còn muốn hủy diệt cả thế giới này được rồi chuyến này ra ngoài chơi đủ rồi chứ trả cơ thể lại cho ta nói rồi người sabria bỗng chốc phát sáng chỉ trong giây lát đã bị bắn ra ngoài trả lại thân xác cho ngô thần cô tức giận bực bội nói tiểu tử thối lần này xem như ngươi thắng chuyện này chưa xong đâu cứ chờ mà xem vừa dứt lời sabria liền biến mất ngô thần đứng đó nhìn vui vẻ bảo ai chạy mất rồi chắc là chạy về thế giới chủ thôi kệ đợi về thế giới chủ rồi tìm người chơi sau xem thử bảng điều khiển của mình thế nào trước đã nhận được sức mạnh cấp sáng thế nhất định đã tăng lên không ít nhỉ hệ thống hiển thị thông báo, level, hỏi chấm, hải phòng, hỏi chấm, megapixel, hỏi chấm, nhận được quyền năng sáng thế, kẻ địch của Hoàng Tuyền, bất kỳ ai đối đấu với ngươi đều sẽ là kẻ địch của cả Hoàng Tuyền. Khi bị kẻ địch tấn công, sức tấn công tạm thời tăng lên bằng tổng số sức tấn công đang tồn tại trong Hoàng Tuyền, có thể kiểm soát tất cả mọi thứ và khái niệm trong Hoàng Tuyền để tấn công kẻ địch. Hoàng Tuyền hóa, kỹ năng tương tự như Tà Thần hóa, đồng bộ với trục thời gian của Hoàng Tuyền, tạm thời nhận được sức mạnh của toàn bộ Hoàng Tuyền giới, cảnh báo do ngươi vẫn chưa đồng hóa với trục thời gian trở thành sinh mạng ở cấp độ này đừng ở dưới bắp của hôn ước quá lâu nếu không sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng bổn hệ thống sẽ không chịu trách nhiệm sau khi đọc hết thông tin ngô thần dường như không tin vào mắt mình hốt hoảng bảo vãi thuộc tính bị tràn rồi sao rốt cuộc trị số của mình là bao nhiêu hệ thống này cũng rác quá đấy thôi vậy chính sự quan trọng hơn nói rồi anh liền đáp đất tiến tới chỗ ý chí hoàng tuyền đưa cô ả à rắc rối này về thế giới chủ chức đã gai từ dầu xuất hiện hỏi ngô thần ngươi định về ư anh khanh ý chí hoàng tuyền đặt lên vai nhìn gai ở mỉm cười trả lời ừm sau này ta sẽ nghĩ cách để bản thể của ngươi hồi sinh có điều ta phải đưa minh cvko của thế giới này về thế giới chủ gai ở nghe thấy vậy liền đáp hiện giờ hoàng tuyền giới ở các thời không khác đều đã liên kết với nhau ngươi đưa minh cơ đi cũng sẽ không có ảnh hưởng gì chỉ tiếc là không thể bắt được bản thể của sabria anh vui vẻ nói bản thể chắc đã trốn về linh kham ở thế giới chủ rồi nhưng không sao ta sẽ bắt được bà ta thôi trực tiếp đi hỏi tà thần ở thế giới này không phải là được rồi sao? Vừa nói, anh vừa thi triển thuật pháp, hệ thống thông báo, quyền năng sáng thế, nặn mặt. Chỉ ngay giây sau, ngô thần đã có thể cải trang thành bộ dạng giống y hệt Sabria. Nhân vật trong game bị đánh chết, Nguyệt Phận vừa nhấn nút liên tục vừa rủa một tiếng, đáng ghét. Bên trong căn phòng tình yêu, mẹ con Eva Lilith vẫn ngồi đó ngơ ngác nhìn cô chơi, Nguyệt Phận cứ luôn miệng, ai thiết kế con boss này vậy, khó đánh vãi trưởng. Đột nhiên, một cánh cổng không gian mở ra, khiến nguyệt vận dừng tay lại cô sau một lúc mới ngạc nhiên há hốc miệng oa a à, mẹ người sao người lại ở đây sabria khi đó cõng trên vai một người mà bước qua cánh cổng cô ta nói vậy ra mấy ngàn năm ta không ở đây ngươi sống như thế này sao nguyệt vận lập tức chối bỏ vẫy tay không 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 phải như người nghĩ đâu con có chăm chỉ làm việc mà sabria sau đó phì cười phụt a ha 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 tiểu nguyệt nguyệt phản ứng này của nàng cứ như học sinh tiểu học lén chơi game bị mẹ bắt tại trận ấy hai vãi Lilith và Eve ở phía sau cũng kinh ngạc đến trợn mắt, Nguyệt Phận thấy gì sai sai, liền hỏi, ngươi là. Ngô Vân sau đó biến lại hình dạng thường, là ta, Nguyệt Phận bị chơi khăm thì tức giận hét lớn, ngô thần đồ tồi, giây phút nhìn thấy bà già, tim ta như đập chậm nữa nhịp ngươi biết không hả. Eve mở lời, minh cơ rốt cuộc bây giờ nàng ta làm sao thế. Anh từ từ đặt xác minh cơ xuống, đáp, hai, nàng ta đã hợp thể với minh cơ của thời đại này rồi trở thành thần. Cứ xem như một vị thần giả đi, nhờ phúc của nàng ta, cả thế giới song song đều bị quậy đến gà chó không yên. Nói rồi, Ngô Thần gặng hỏi, "Ê, nói ngươi đấy nên tính được rồi, già ngất nữa là ta đánh ngươi đấy." Nghe vậy, cô ta đột nhiên mở to mắt, rồi ngượng chín mặt mà quay sang đấm vào mặt anh, hét toáng, "Đừng hòng, tên yêu dầu xanh." Mặt mày Ngô Thần khi ấy đỏ chót, có chút tỉnh táo mà nói, "Có gì mà bất ngờ, hiện tại chúng ta đã ký hôn ước, ngươi không làm hại ta được đâu." Cô ta liền hỏi lại một tiếng, "Gì?" Rồi, anh quay sang người đang bận tâm chơi game kia, Tiểu Nguyệt Nguyệt nàng là người từng trải, lát nữa nàng giải thích chi tiết cho nàng ấy nha, cô ta bây giờ đã tối sầm mặt. Rồi, anh đứng dậy khoanh tay nhìn Minh Cơ, bảo, nói tóm lại, hiện giờ ta cũng có sức mạnh cấp sáng thế, đừng chu tính những chuyện không đứng đắn, ngươi thân là thần, chắc cũng cảm nhận được mà đúng không? Vận mệnh của chúng ta đã đang vào nhau rồi, cô ta nghe vậy thì có chút im lặng, sau đó đáp, ta hiểu rồi. Ngô Thần tiếp lời, ngươi hiểu được tình hình hiện tại thì tốt, bây giờ ta có thể đi làm chuyện mình nên làm rồi. Nói xong, ngô thần thầm nghĩ tiếp theo chính là lấy được nơi ẩn náu của tà thần nhạc mẫu người không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu tại cung điện bí mật của tà nhân đám ma nữ bé nhỏ tò mò ngước lên hỏi mẹ bị làm sao thế sao lại biến nhỏ như vậy rồi ta cũng không biết bọn họ bàn tán với nhau trên ngay là sabria nhỏ đột nhiên cửa phòng mở toang có một nữ nhân ở bên ngoài lên tiếng ta xin lỗi nhé ta dung hợp nhiều thế giới quá hình như đã liên lụy đến ngươi đó là sabria cô ta hỏi đang đợi ta à Sabria nhỏ liền bảo, chỉ là giết một vị thần giả, mà ngươi lại thích chuyện bé xé ra to, các ma nữ nhỏ khi đó ngơ ngác nhìn cô ta. Diễm thù nhỏ liền bảo, ngươi trở nên nóng nảy quá rồi đấy, bản thể, cô ta hỏi lại, ta nóng nảy sao, ta chưa bao giờ làm chuyện vô nghĩa, nguyệt phận cũng lẩm bẩm mẹ nam đâu mất tiêu rồi. Sabria sau đó tỏ ra nguy hiểm, nói với giọng cực đoan, nếu không giết gà dọa khỉ, sau này ta phải làm sao để tạo dựng quyền uy của mình. Ta muốn cho tất cả mọi người đều biết, kẻ dám thách thức ta sẽ có kết cục như thế nào. Sabria nhỏ liền bảo, nhờ ngươi ban cho, sức mạnh của ta cũng bị ngươi rút sạch rồi, tốc độ hồi phục của bản thân ta quá chậm, nếu bị gai ở thừa chỗ sơ hở thì sẽ rắc rối. Sabria nhỏ nói tiếp, khoan hẳn về thế giới của ngươi, trầm thuy trì địa của ta, cho ngươi mượn dùng, Eunice nhỏ liền lầm bẩm mẹ mới sắp đi rồi, Sabria hối thúc, nói ta biết địa điểm là được, ta không ở đây lâu đâu. Ta vẫn còn vài việc để xử lý, nơi một cái quan tài trôi nổi, là thế giới chủ, trong một không gian vô định nào đó. Sabria nằm trong đó riêng gì? ư? Ừ. Cô mở mắt, nghĩ bụng, không ổn, có gì đó không bình thường, luôn cảm giác trong lòng bất an, có chuyện không hay sắp xảy ra. Không được, mình phải đổi chỗ ngủ đông. Nghĩ rồi, cô lập tức mở cửa hòm. ở bên ngoài quả thật có điểm gở, đó là ngô thần, người đã đợi trước từ chiều. ngươi tỉnh rồi. Sabria được câu chào hỏi liền giật bắn người. khi cô ta có ý định bay ra chuồn, anh liền nắm chân lại. Hề, nhạc mẫu đại nhân người muốn đi đâu? Chúng ta từ từ nói chuyện đi. Cô ta đáp ta nhớ ra mình quên khóa bình ga ở nhà. Không giải thích được thì đành dùng thủ đoạn ăn vạ, buông tay, ta không có đứa con rể bất hiếu như ngươi. Đột nhiên, cô ta dùng thế thân chi thuật. Giờ trong tay anh chỉ còn lại đôi giày cao gót bé tẹo của Sabria, HMM, thuật thế thân sao. Nhưng mà, ta không bỏ cuộc đâu, anh vừa nói vừa cau mày. Sabra tưởng chừng đã thành công tẩu thoát, ngô thần cũng chẳng phải dạng vừa, anh ta sớm đã định vị được cô đang ở đâu. liền bay đuổi theo, ta sẽ đuổi theo ngươi tận chân trời góc bể. Sabria hét lớn, "Đồ biến thái, ngươi đừng qua đây. Đáng ghét, cắt thế nào cũng không đứt, ta sẽ không rơi vào tay ngươi. Ta không cần cơ thể này nữa, thần Hy Chi tinh ngươi đợi đó cho ta." Nói xong, Sabria lần nữa biến mất. Ngô Thần đứng đó có chút hờ hững, "Thật đúng là, sao lại kích động như? Ta chỉ muốn nói chuyện với ngươi thôi mà." Vừa nói xong thì anh lập tức nhìn thấy nhiều tia thuật của Sabria đang băng qua trên trời. Tại cung điện của Lydia, những tia thuật cũng băng đến. Nguyên Phận ở trong phòng ngắm ra cửa sổ, cũng nhận thấy rồi tự hỏi, sao băng màu đen, gì vậy trời? Cô cũng không quan tâm mấy, thôi kệ đi, game mới còn chưa thông quan đây, rồi Nguyệt Vận bỏ lại vào vị trí chơi game. Chưa kịp động vào máy, một tia thuật đã đâm từ trên xuống. Trên trần nhà lủng một lỗ, còn Nguyệt Vận thì sắp điên đến nơi, máy chơi game của ta. Nhưng cô nhận ra thứ gì đó, a, à, đây là gì? Những tia thuật ấy thì ra chính là những con dao găm, và chúng đều có khí tức phát ra, Nguyệt Vận ngạc nhiên, không ngờ bên trên lại có khí tức của Mẫu thân đại nhân. Cô cầm lấy lại gãi đầu thắc mắc, gì đây ta, đạo cụ à? Nguyệt Phận đọc thông tin, rồi bảo, thuật giám định cao cấp, bảng thông tin có nội dung, cấp thần linh, tay trái của tà thần. Vũ khí, hiệu quả trang bị, không phải ta, khi dùng vũ khí này để tấn công kẻ địch. Người giữ dao găm không tính là người phát động tấn công, toàn lực đánh của dao găm, tương đương với một đòn đánh của tà thần. Bội ước, khi giữ vũ khí, vô hiệu hóa tất cả khế ước, ngoại trừ hôn ước. Chết thay, khi đối diện với cái chết, sát thương tử vong sẽ được chuyển đổi với cái giá phải trả là vũ khí bị phá hủy mô tả trang bị được chuyển hóa từ sức mạnh của tà thần sau khi tiêu diệt ngô thần có thể nhận được phần thưởng nhiệm vụ lần nữa mở khóa một phần sức mạnh đến từ tà thần đồng thời có cơ hội tham gia thí luyện cuối cùng của tà thần nguyệt vận từ từ ngẫm nghĩ hmm thứ này là chuyên dùng để khắc chế ngô thần sao nhưng nghĩ rồi lại thôi cô vứt cây dao xuống than phiền gì vậy trời giết ngô thần thì sau này lấy ai chơi game với ta cũng là buổi sáng đó ở bên ngoài sân Daniel đang phơi đồ thì nhận ra có thứ đang găm vào đất, tự hỏi, hửm, đây là gì? Cô ta cầm lên, xem xét, y ra, giờ ông ngoại ngô thần có việc phải làm rồi. Daniel không nghĩ ngợi nhiều mà bóp nát, thứ này. À, không ngờ, chuyện này lại xảy ra, ngày tháng tươi đẹp đến rồi, cô sớm nhận ra bầu trời lấp đầy bởi chúng. Daniel tối sầm mặt, xem ra không thể tiếp tục trốn phía sau Lydia đại nhân nữa. Cùng lúc đó, món quà của ta phân tán khắp nơi. Mọi ngóc ngách trên thế giới, tất cả mọi người cùng nhặt lấy món quà của tà thần. cả thế giới nằm trong sự kiểm soát của tà thần. trò chơi săn giết ngô thần sắp sửa bắt đầu. cửa phòng mở ra. daniel bước vào với tay đầy đồ. lên tiếng gọi. song nhi. hai người hầu liền xuất hiện. thủ lĩnh người có căn dặn gì sao? cô sầm mặt mà nói. để ý xem có ai lấy được rau gam đen. xong việc thì báo cho ta. bọn họ nhìn nhau như đang hiểu điều gì. rồi bạch hầu bảo. oa. thủ lĩnh người đang quan tâm đến thần hy chi tinh đó sao? hắc hầu cũng hùa theo. ái trà trà không ổn đâu à? sao người hầu có ý với lão ra được khiến daniel giật bắn cô run rẩy rồi xoay lại với nụ cười nguy hiểm đầy sát khí mà nhìn cả hai hai người các ngươi ngứa đòn phải không daniel hét lên trong tức tối cả hai người hầu cũng vậy á à, đáng sợ quá căn nhà khi ấy chất chứa bao tình yêu thương giữa vũ trụ có giọng nói phát lên nhạc mẫu đại nhân người cho ta vài chủ kiến đi đó là gai và ngô thần hát mờ mờ ngô thần bảo không biết tà thần đã dùng thủ đoạn gì để trốn thoát ngay cả chút khí tức cũng không lần ra được Cô đáp, e là nàng ta giờ đã phân tán linh hồn của mình trên khắp thế giới, xem ra lần này nàng ta thật sự bị ngươi ép rồi. Hiện giờ trong không gian vũ trụ lần lượt xuất hiện các vết nứt thời không, chỉ cần nàng ta không chủ động xuất hiện, e chúng ta không tìm được nàng ta. Bên cạnh vô số thế giới đang được sinh ra, thì cũng có vô số thế giới đang bị hủy diệt, lúc này đây, các tà thần cũng đang không ngừng nuốt chửng những thế giới đó. Rồi, ở chỉ tay vào trái đất, nói, thấy hành tinh màu xanh kia không, đó chính là trái đất, quê hương của ngươi, Ngô Thần chăm chú quan sát hành tinh ấy. Cô nói, có từng nghĩ đến việc sẽ quay về không? Anh đáp, tạm thời vẫn chưa có suy nghĩ này. Hơn nữa, không phải nhạc mẫu đại nhân đã nói rồi ư, tương lai muốn trở thành người của ta, sao ta nỡ đi được chứ? Gai ở nghe được thì có chút ngượng. Ê, cái đó, quả thật ta đã nói như vậy, nhưng ta đùa ấy mà đừng tưởng thật nha. Gai ở lắp bắp, anh nghe vậy thì lớn tiếng bảo. Ta mặc kệ, lời của nữ thần sáng thế sao có thể lấy ra đùa được, bây giờ ta cũng có sức mạnh cấp sáng thế, đã có thể hồi sinh người rồi yên tâm nhạc mẫu đại nhân ta nhất định sẽ khiến mọi người hạnh phúc được ngô thần chờ đón nồng hậu gai ở cũng vô cùng khó xử thật thật đúng là tiểu tử ngươi đúng là càng ngày càng vô pháp vô thiên đột nhiên cô sử dụng thuật để biến đi anh nhìn vào làn khói hư vô có chút cấn cấn mà nói hở cảnh này sao thấy quen quen gì ta hát mờ mờ thôi vậy vội vàng sẽ không ăn được đậu phụ nóng chuyện của nhạc mẫu đại nhân cứ từ từ tính không biết cô ả hư không đó bây giờ có an phận hay không nữa xấu tốt gì cũng là thần e là sẽ co khuất phục dễ dàng như vậy ngô thần khi ấy ngẩm nghĩ quay về hoàng tuyền giới minh cơ đứng đó với bộ hầu gái ngoan ngoãn chào đón chồng yêu chàng về rồi chàng có gì dặn dò không ngô thần ngạc nhiên hở hư không nàng mặc vậy để làm gì cô ta thắc mắc chàng không thích à vậy để ta đổi bộ cô nàng thỏ nói rồi cơ minh lột đồ hầu gái ra anh liền ngăn cản stop dừng lại cơ minh lại chuyển sang thứ khác bảo không thích cô nàng thỏ luôn à vậy ta đổi thành cô y tá anh lo lắng lau mồ hôi, bảo: "Không phải vấn đề đổi đồ, chỉ là nàng đột nhiên khôn khéo như vậy, ta có chút không quen, sự kiêu ngạo của một vị thần đâu rồi?" Cô ta vừa cài lại nút áo vừa nói: "Ồ, oh, chàng đang phân vân việc này à? Hừ, kiêu ngạo, từ khoảnh khắc sắp gặp tà thần, sự tự tin của ta đã không còn nữa." Cơ Minh khoanh tay, nói với dáng vẻ cam chịu, "Ngô thần trong lòng tự hỏi, hóa ra bị mẹ vợ đánh đến sợ luôn à?" Cô lần nữa lên tiếng: "Hiện giờ vị thần thứ ba như ta đã là cái gai trong mắt tà thần, mẫu thần đại nhân" bà ấy nhất định sẽ không tha cho ta. Cơ Minh mất bình tĩnh mà tiến đến nắm lấy cổ áo anh, "Quát, chàng có thể chiến thắng bà già đó phải không? Ngô Thần bây giờ ta đã là người của chàng rồi, bây giờ chàng phải chịu trách nhiệm bảo vệ ta, ta không muốn rơi vào tay của bà già đó." Điều này khiến Ngô Thần khó xử ra mặt. Đột nhiên có mũi kiếm ngăn cách hai người, giọng một nữ nhân vang lên, "Hư Không, bỏ tay của ngươi ra khỏi người Ngô Thần." Cơ Minh ngạc nhiên quay sang. Đó là Lilith, mặt mày Cơ Minh cũng tối sầm, anh trở nên càng khó xử, "A gia ngô thần với tay chặn mũi kiếm bảo được rồi lilith đừng kích động như vậy thu kiếm lại trước đã rồi anh trưng bộ mặt vui vẻ lên để dập tan căng thẳng sau này mọi người đều là người một nhà rồi đừng đánh đánh giết giết như vậy và lại nàng là chuyển thế của minh cơ không phải là cùng một người sao lilith không nghe anh nói trực tiếp tung nhát chém về phía ngô thần ngươi im đi ý ngươi là ta bị chính mình cắm sừng à thế là cả hai chơi trò rượt đuổi ngô thần sợ sệt hét lên ối lilith nàng bình tĩnh đi mà trong khi cô thì hét đáp tiếp chiêu Excalibur tên cha nam đáng chết đứng lại cơ minh ở ngoài quan sát cũng tự hỏi cái tên ngô thần này rốt cuộc có đáng tin không cùng lúc đó trong cung điện của Lydia Lydia nằm dài trên giường vẻ mặt không được vui mà lên tiếng mẫu Phương Diễm Thủ và Pandora hai đứa đó ăn xong rồi chạy mất tiêu chưa lại một đống lộn xộn cho ta Daniel đứng trước mặt cô lặng lẽ nghe cô nói cả tên ngô thần đó cũng vậy cứ ngớ ngang ngớ ngẩn một chút ý thức làm vị hôn phu của ta cũng không có Daniel chỉ biết cười trừ trong lòng nghĩ thầm, a ah ha ha ha, Lydia đại nhân cũng bó tay với các tỉ muội của mình. May Lydia đại nhân cũng lên rồi, nếu không, bị các ma nữ khác gạo nấu thành cơm, Ngô thần đại gia sẽ lục đục nội bộ. Sau một lúc đau đầu suy nghĩ, Lydia cuối cùng hỏi, An, ngươi nói xem, liệu ta có mang thai không?" Cô ta đáp, "Lydia đại nhân sao lại lo lắng, đây không phải chuyện tốt sao? Ngươi nghĩ xem, nếu ngươi mang cốt nhục của Ngô lão gia, vậy còn sợ ngài ấy trốn sao? người xem bây giờ Ngô lão gia đối xử với xin tốt biết bao." Lydia phòng má bảo HMM mờ mờ, cũng đúng nhưng ta luôn cảm giác chưa kết hôn mà mang thai thì có hơi không ổn. Có điều An ngươi nói đúng, hiện giờ Ngô Thần có sức mạnh của thần sáng thế, ta không trói được hắn nữa. Bất luận là ma nữ hay nữ thần, ta không cho phép bất kỳ ai làm lay động địa vị của ta trong lòng Ngô Thần. Được ta quyết định rồi, sau này phải hôn Ngô Thần nhiều hơn, tranh thủ sớm ngày mang cốt nhục của hắn. Nghe cô phán như đinh đóng cột, Daniel giật bắn người. Cô tăng ngăn cản Lydia đại nhân, cái này là ai dạy người vậy? Chỉ hôn thôi thì đâu có mang thai được. Lydia thắc mắc, ủa, mẹ ta dạy như vậy mà, bà ấy nói bà ấy sẽ gửi em bé qua đây. Nghe vậy, Daniel đành cứng đơ người, việc này, chuyện của Phương Nhĩ Thủ và Pandora, người không hiểu chút gì luôn hả. Hai hết cứu, thấy cô hầu không nói gì, Lydia cũng bất giác thấy sai sai. Ở khung cảnh hỗn loạn bên này, Lilith phát kiếm đuổi ngô thần, cô với vẻ mặt tức tối hét lớn. Cha Nam, ngươi đứng lại đó cho ta, anh đáp với vẻ mặt sợ đến không ngoảnh đầu nhìn, nàng bỏ đao xuống trước đã. Lilith ngay lập tức sử dụng chiêu phát động quyền hạn, thuyết lượng tử, quyền hạn sáng chế, thuyết lượng tử, năng lực đặc biệt của dũng giả Lilith, có thể kiểm soát xác suất của sự việc theo ý muốn của mình, nhưng không thể làm gì trước những việc gần như sẽ xảy ra. Cô lập tức được tốc biến đến trước mặt anh, khiến Ngô Thần phải khựng lại. Rồi Lilith nắm cổ áo, quát, "Ngô Thần, ta và mẹ chân thành đối đãi với ngươi, ngươi lại báo đáp mẹ con ta như vậy sao?" Anh cố gắng giải thích, "Chờ đã, nếu ta không kết hôn với hư không thì sẽ không có sức mạnh cấp sáng thế, như vậy làm sao cứu thế giới được chứ? Đột nhiên, có bàn tay vươn ra nhéo lấy tai cô, khiến Lilith đang nói thì cũng ngưng miệng, chuyện này ta không, đau đau đau. Khi quay mặt lại, Lilith nhận ra, a, mẹ Eve cau mày, nói, làm càn. Rồi, cô ta lôi Lilith đi, đi qua đây ta muốn nói chuyện với con, cô nhắm mắt than đau, đau đau đau, mẹ, người làm gì vậy, cả hai bỏ lại một mình ngô thần đứng đó, vẫn chưa hiểu chuyện gì. Rồi hai người đi ra nơi riêng tư, Lilith bắt đầu hỏi, mẹ người muốn nói gì với con thế mẹ ngô thần cứ tiếp tục thê thiếp vô số như vậy sao người Eve liền bảo vậy ta mới nói con làm càn ta hỏi con bây giờ thân phận của ngô thần à gì nghe vậy lilith cũng giật này cô buồn bã rũ mắt rồi cúi đầu đáp thần Eve tiếp lời con cũng biết là thần hiện giờ nữ thần sáng thế và tà thần không ở đây tương lai ai là người thống trị thế giới này thì con cần phải nghĩ sao hai chút tâm tư này của con thần muốn cưới thê thiếp con cản được à con làm như vậy chỉ sẽ khiến Ngô Thần ngày càng xa cách chúng ta. Hiện giờ, nữ thần sáng thế và tà thần không có ở đây, thế lực giữa các ma nữ và nữ thần chia rẽ, Ngô Thần vì nhận được sức mạnh mà cưới các ma nữ. Nếu vì ma nữ nào mà sinh con cho hắn, con đoán xem hắn sẽ đứng về bên phe nào? Lilith liền to mắt ngạc nhiên. Eve đặt tay lên vai cô, nói, "Con hiểu rồi chứ, bây giờ không phải là lúc để đắn đo việc hắn cưới bao nhiêu cô gái. Thay vì cả ngày lo nghĩ những việc này, chi bằng nghĩ cách làm sao để sinh con cho Ngô Thần đi, chỉ có như vậy" nên móng của phe nữ thần chúng ta mới thêm phần vững chắc, con hiểu rồi chứ. Lilith ngượng chín mặt, cô dường như bị chóng mặt bởi lời nói của mẹ. Eve sau đó quyết tâm nắm thắt lòng bàn tay. Tìm cơ hội, hai mẹ con chúng ta cùng lên, trực tiếp tóm lấy hắn, điều này khiến Lilith phải hả một tiếng. Ở hoàng tuyền giới, giọng của ngô thần vang lên trong nhà tắm, hư không. Eva với Lilith đi đâu rồi, anh vừa gội đầu vừa tra hỏi, minh cơ ở bên ngoài phòng tắm hầu, đáp, hai người cùng nhau về thiên giới rồi. Anh vừa vắt chai dầu gội vừa nghĩ, sao đi mà không chào hỏi gì hết? mình sắp tắm xong rồi mà. thôi vậy lát mình đi tìm họ sau. sau đó, Ngô Thần lại hỏi, đúng rồi, ta có chuyện muốn hỏi nàng đây. rốt cuộc bây giờ nàng là hư không hay Minh Cơ thế? cô ta im lặng một lúc, cũng nói, bây giờ vừa là Minh Cơ vừa là hư không, từ lâu đã thoát khỏi sự ràng buộc của quy tắc thế giới. chàng yên tâm, Minh Cơ và ta đã hòa làm một thể, sự tồn tại của ta không ảnh hưởng đến Lilith. anh đáp, ưng ừ, vậy nàng còn nhớ đến chuyện trước đây không? rồi, Minh Cơ thắc mắc ý chàng là chàng cho ta hoán dược rồi vứt bỏ ta hàng ngàn năm trước à khiến anh giật này thấy anh như vậy cô ta cũng nhắc sàn trơn chàng cẩn thận chút ngô thần có chút sợ sệt mà nghĩ quả nhiên nàng ấy vẫn còn nhớ anh ló đầu khỏi cửa kính hỏi đôi chút à ừm minh cơ nàng vẫn đang giận ta à cô ta bảo giận tất nhiên là ta giận rồi rồi ẩn ý mà nói chàng định bù đắp cho ta sao vậy thì sau này chàng phải bảo vệ ta đấy ngô thiên nghe vậy thì tự hỏi vãi đợi ở đây để gài hàng mình ư ta cũng đâu có nói sẽ không bảo vệ nàng. Rồi, anh bước ra, he he yên tâm đi, ta có bảo kê, ta thần không dám làm gì nàng đâu, nếu ta thần còn gây rắc rối cho nàng thì ta sẽ thuyết phục bà ta. Có điều chỉ nói miệng không có sức thuyết phục, thế nào, thiết nghĩ sau khi nàng đích thân trải nghiệm sẽ biết ta lợi hại ra sao, anh khi này trưng ra hết vẻ đẹp trai sáng sủa của mình. Đáp lại anh, cô ta chỉ hơ một cái khinh bỉ, khiến ngô thần quế độ. Anh lập tức hét toáng, đáng ghét, dám xem thường ta, hôm nay ta sẽ cho nàng thấy bá vương thương thuật của ta. Ở thiên giới, cung điện của nữ thần sinh mệnh, Lilith ở trong phòng khi ấy đang cố nhét dồn đồ vào vali. Chợt có tiếng gõ cửa từ bên ngoài kèm theo giọng gọi, Lilith, khiến cô giật bắn, hề một tiếng lớn. Người đó mở cửa ra, đó chính là Eve, mẹ cô đang diện trang phục nữ hầu thỏ, cô bảo, mau nhìn xem mẹ mặc bộ này có đẹp không. Eve có chút ngạc nhiên khi thấy con gái mình đang kéo vali ra ngoài cửa sổ, hửm, Lilith con ngồi trồm hổm trên cửa sổ chi vậy. Eve sau đó nhận ra, liền hét lên, a, à, Lilith, con lại muốn chạy à, khiến cô có chút khó xử. Cô không đồng ý với hành động của con gái, liền ngắt tai Lilith, con sao thế hả, không phải đã nói cùng nhau công lực ngô thần à. Lilith đau đớn mà lớn tiếng đáp, nhưng mẹ cũng cùng lên, kỳ lắm luôn ấy, xấu hổ quá. Eve cau mày, bảo, có gì mà xấu hổ, chúng ta cùng lên thì xác suất công lực thành công mới cao. Sau đó, bà đưa ra bộ đồ hầu thỏ màu đỏ, bảo, được rồi, mẹ chuẩn bị cho con một bộ đây, mau mặc vào đi, Lilith thấy vậy thì nhanh chóng lùi lại, con cũng phải mặc hả? Sau đó, cả hai người có một trận chiến tâm lý, Lilith hét, khoan, mẹ, con tự mặc được, mẹ cô bảo, mắc cỡ cái gì, lúc nhỏ đều là ta mặc cho con không đấy. Sau đó, Yves giơ điện thoại, dặn, nào cười lên. Lilith, cười nào, cười tươi lên chút, cả Yves và Lilith khi ấy tạo dáng trong bộ đồ thỏ, khiến cô vô cùng ngượng ngùng trong khi mẹ mình thì mừng rỡ. Rồi bà rút điện thoại lại, bấm vài cái lên màn hình, gửi cho ngô thần hí hí, khi ngô thần nhìn thấy chắc chắn sẽ muốn ngừng mà không được lilith nói thầm mẹ con thấy là mẹ thèm thuồng cơ thể của ngô thần lâu lắm rồi đột nhiên trên hư không xuất hiện một cánh cổng không gian y vui vẻ nói tới rồi tới rồi lilith mau chuẩn bị sẵn sàng hình bóng quen thuộc từ từ lộ diện tưởng chừng là một soái ca ngô thần ai rẻ lại là anh với tình cảnh bị choáng váng hợ anh chưa gì đã rơi xuống đất còn nói trước khi ngất ạc khinh địch rồi điều đó khiến hai mẹ con họ vô cùng sốc từ trong cổng dịch chuyển đó Minh Cơ cũng xuất hiện với sự tàn ác, bảo, ha ha, thật không biết chàng lấy ra đâu tự tin, dám ngu ngốc khiêu chiến vua của Hoàng Tuyền. Lẽ nào kiếm của Hoàng Tuyền chưa dạy chàng đủ bài học à? Cô ta khinh thường mà phán, hừ, non, khiến Lilith và Eva không khỏi ngạc nhiên. Xuất hiện được một lúc, Minh Cơ cũng quay trở về, còn dặn, Eva, phiền ngươi khôi phục chút học phí cho con gà này, ta về trước đây, Eve có chút băn khoăn, a, à, Minh Cơ, chờ đã. Cô được pha quấy nhiễu, liền khó chịu ra mặt, gì, à Minh Cơ này, Lilith vô cùng sợ hãi mà cùng Eva kiểm tra thân thể ngô thần, cô hỏi lớn, mẹ, ngô thần không sao chứ? y cắn móng tay, bảo, vậy mà không chừa cho ta giọt nào, khiến Lilith vô cùng ngạc nhiên, bây giờ là lúc nghĩ mấy cái đó hả? Eva nhíu mày nói, hừ, không sao ta là nữ thần sinh mệnh. Cho dù bị thiến ta cũng có thể khiến ngươi đứng dậy, rồi, cô tự động vác xác ngô thần đi, anh lê lết trên sàn còn hự một tiếng, trông rất thảm. Eva sau đó bảo, Lilith, con còn đứng đó làm gì, mau qua đây khiến Lilith càng thêm kinh hãi, "Hả, con cũng phải lên à?" Ở cung điện Hoàng Tuyền, cánh cổng dịch chuyển mở ra, Minh Cơ từ đó trở về, phù một cái nhẹ nhõm. Cô ta ngồi lên sofa, có chút mệt mỏi mà nói, "A ha, không ngờ lại quậy thành một mớ lộn xộn, có điều cũng lâu rồi, không được thoải mái như vậy, các linh hồn giúp cô dọn dẹp đống đó." Cô liếm môi nói tiếp, "Ừm, um, lần này cũng xem là ăn no rồi, tuy hơi gà nhưng cũng phết, không tệ, lần sau có nhu cầu thì cứ tìm hắn." Đột nhiên, cửa bị phá nát, các linh hồn và minh cơ bên trong đều bất ngờ. Cô ta lắp bắp, đây, đây là, từ bên ngoài tràn vào luồng khí. Minh cơ nhận ra, à vành đai dị thường, không, không thể nào tại sao hoàn tuyển giới lại xuất hiện vành đai dị thường. Nó từ từ xuất hiện hình bóng của ai đó. Nguyệt vận từ bên trong phi ra ngoài, cô ta hét toáng, á á á, rồi sau đó đập mặt xuống đất. Minh cơ có chút ngạc nhiên nhìn nữ nhân đang chóng váng dưới đất, ma nữ viên nguyệt, không, đây là ma nữ viên nguyệt của thế giới song song. Rồi một cục nữa nhảy phọt vào mặt cô, một cục nữa cũng bay ra. Minh Cơ ngã nhào ra sau, hự, không ngờ ba con nhóc này lại bị vành đai dị thường đưa đến thế giới chủ, không ổn, cô vừa nói vừa ôm đầu hơi đau. Minh Cơ chuẩn đoán, thời gian và không gian sắp bị xáo trộn rồi. Đột nhiên, Lydia giật mình tỉnh giấc trên giường. Cô nhìn vào lòng bàn tay, tự hỏi, chuyện, chuyện gì xảy ra vậy? Quyền năng của mình đã bị chia đôi. Các cục ma nữ thu nhỏ gọi lớn một tiếng, mẹ nam nhân. Họ nhanh chóng nhảy đến bám lấy anh. À, mẹ nam nhân khiến Ngô Thần vô cùng băn khoăn. Anh loạng choạng mà nói, ối, sao các người lại chạy đến đây? Minh Cơ lặng lẽ nhìn bọn họ, đáp, sau khi ta trở lại thành thần, thời gian và không gian của Hoàng Tuyền giới đã nối với nhau. Nói rồi, cô ta lại trở lại bên kia thế giới. Nhớ đưa mấy con nhóc này về nha, nếu không sẽ có chuyện lớn đấy. Anh hét lớn, hả? Ngươi đâu thể vứt ba đứa nhóc này cho ta được? Nguyệt Phận đu lên vai anh, kéo hai má Ngô Thần ra hai bên, tươi cười ra lệnh, lên. Anh sau đó cũng dễ dàng gỡ cục tài lanh đó khỏi cơ thể mình trong sự ngỡ ngàng của các cục khác. Quay trở về phòng tình yêu, Ngô Thần đưa các ma nữ tí hon quay về phòng ngủ, "Được rồi mấy đứa chơi ở đây đi, lát nữa ta nghĩ cách đưa mấy đứa về." Lydia nhỏ đáp, hề, bọn ta không muốn về." Anh bế Nguyệt Phận lên giường, trên đó có một máy chơi game, Ngô Thần vừa chăm cô bên này vừa đáp cô bên kia, "Không được, nếu không về, mẹ các ngươi sẽ lo lắng đấy." Nguyệt Phận cầm máy chơi game lên, hỏi, "Đây là gì?" Ngô Thần thấy bất an, "Ủa, Đấy là máy chơi game của Tiểu Nguyệt Nguyệt mà. Rồi, anh chỉ cách mở máy, ngươi ấn cái nút này. Thứ hiện trước mắt Nguyệt Vận khiến cô trầm trồ, oa oa oa. Ôi đây là gì thế, lợi hại ghê, ngô thần giải đáp, cái này cho ngươi, nhưng lát nữa ngươi phải về nhà, biết chưa. Nguyệt Phận ngoan ngoãn đáp lớn, được, Lydia nhỏ bên này ngồi cùng diễm thủ, trò chuyện với cô ta, sao ta có cảm giác hạ Nguyệt vẫn lấy được thứ này không phải chuyện tốt, cô ta đáp, ta cũng thế. Thấy Nguyệt Vận mãi mê chơi game, Lydia nhỏ liền lên tiếng, Hạ Nguyệt Vận, muốn về thì ngươi tự mà về, ta vẫn chưa trời đã. Diễm Thù cũng góp lời, đúng thế, khó khăn lắm mới đến được đây, không thể chưa làm gì mà đã về rồi, khiến Ngô Thần vô cùng khó xử. Lydia bảo, bọn ta muốn đi xem thử bản thân của tương lai, Diễm Thù cũng nói, nếu không bọn ta sẽ không về. Ngô Thần nghĩ bụng, gì, không ngờ hai đứa nó lại có chủ ý này, có điều, đưa chúng đi xem thử, chắc cũng không có gì to tát. Tại cung điện của Lydia, Lydia phát hiện ra thứ trước mắt, liền ngạc nhiên mà hỏi, đây, đây rốt cuộc là thế nào? Sao ta của lúc nhỏ lại xuất hiện ở trước mặt ta? Lydia nhỏ đứng phía dưới hai mắt tròn xoe, lấp lánh mà nói, "Oa oa." Lydia nhỏ phấn khích, bự ghê, lợi hại ghê, sao ngươi làm được hay vậy? Khiến cô vô cùng tức giận, "Ngươi đến gặp ta chỉ để xem cái này hả? Ngô thần bên này thì hết cứu." Lydia quay sang, hỏi, "Ta thắc mắc sao quyền năng của bọn ta lại bị chia đôi? Hai đứa còn lại đâu? Anh ở một tiếng." Rồi đột nhiên, những cục ma nữ khác hùa theo bước ra ngoài chúng đi xem bản thân ở tương lai rồi tuyệt vời cuối cùng cũng có thể nhìn thấy mình của tương lai Nguyệt Vân nhỏ cũng nói mong chờ quá đi mình của tương lai sẽ ra sao đây ta khi đi đến phòng của Nguyệt Vận cả hai nhìn thấy cô bừa bộn và chơi game trên màn hình tivi cả hai có chút im lặng thờ thẫn và ngơ ngác Nguyệt Vận nhỏ bước đến gần hơn khiến Diễm Thù ngạc nhiên gọi hạ Nguyệt Vận người rồi cô cũng tham gia với Nguyệt Vận mà ngồi xem Nguyệt Vận hiểu ý mà đưa ra lon nước ngọt cho cô Diễm Thù bó tay nghĩ bụng Xem ra tiền đồ của Hạ Nguyệt phận đến đây là cùng. Diễm Thù nhỏ sau đó đi dọc hành lang, có chút chán nản, hai, Hạ Nguyệt phận hết cứu rồi, hừ, ta thì khác, ta của tương lai nhất định sẽ là một ma nữ ưu tú. Rồi, khi cô bước đến phòng của Diễm Thù, thứ trước mắt là cô ta nấu ăn văng tứ tung, sau đó thì vụng về đậy nắp nồi lại. Nhưng tính toán không bằng số trời, súp từ trong nồi đột dưng phóng lên, cứ như thủy lôi vậy. Khiến Diễm Thù nhỏ trở nên hối hận, tự nhiên muốn về ngang. Đêm khuya tại dinh thự Nguyệt Phận vẫn ngồi miệt mài chơi game trong khi bản thể nhỏ của cô đã ngủ từ lúc nào. Nguyệt Phận chơi thua, bực tức quẳng máy chơi game, bực cả mình, khó như vậy căn bản không qua được. Cái tên ngô thần đó, đã bao lâu rồi không chơi cùng mình. Từ sáng đến tối không biết bận rộn việc gì, rõ ràng là hắn nằng nặc đòi kết hôn với mình, kết quả bây giờ lại không chịu dành thời gian cho mình. Cha Nam, vừa nói xong, thanh kiếm mang năng lực của Sabria từ đâu xuất hiện. Nó lập tức tỏa ma thuật của mình. Ngô thần ngồi trong phòng đọc tài liệu. Anh nhìn trang giấy, nói thì ra là vậy hiểu được đại khái nguyên lý rồi tu sửa sự hỗn loạn thời không do ba con nhóc đó gây ra chắc không vấn đề gì sau một lúc ngô thần cuối cùng cũng gác chân lên bàn nghỉ ngơi hai làm thần đúng là không dễ mà ngô thần kề đầu lên tay anh nhận ra ai đó mở cửa phòng bước vào khiến anh ngạc nhiên hình bóng của người đó dần lộ diện đó là nguyệt vận anh thắc mắc đi đến tiểu nguyệt nguyệt sao nàng lại đến đây đột nhiên cô ta vồ lấy anh khiến ngô thần có chút băn khoăn Tiểu Nguyệt Nguyệt nàng làm sao thế? Nghĩ thông rồi hừm. Chợt, anh nhận ra thứ gì đó. Nguyệt Phận đã dùng con dao đâm vào bụng anh, khiến Ngô Thần lùi lại, hự, nàng. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má cô, Nguyệt Phận dường như không kiểm soát được hành động của mình, chỉ biết luôn miệng, "Xin lỗi, xin lỗi. Ta không khống chế được mình, ta không cố ý, cô bị con dao sai khiến, liền giơ dao lên định đâm Ngô Thần thêm nhát." May mắn, con dao đâm ngang cổ anh. Anh dần dần hiểu ra chuyện gì, liền lên tiếng, "Sabria không ngờ ngươi lại dùng thủ đoạn bỉ ổi này. Sabria từ trong con dao đáp trả, ngươi có tư cách chỉ trích ta sao, không phải chính ngươi cũng lợi dụng chúng à. Thực ra ngươi chỉ vì bản thân ngươi, lòng tham của con người, ta biết rất rõ, ngô thần nếu ngươi đã quan tâm con gái của ta. Sabria độc ác bảo, được, để ta xem thử ngươi quan tâm nó đến nhường nào, rồi cô ta hút hồn con gái của mình. Sabria hiện tại đã hoàn toàn chiếm hữu thân xác nguyệt vận, liền sai khiến cơ thể cô tự đâm mình, ngô thần lập tức ngăn cản, dừng lại. Xe đó, một luồng máu phóng tung tóe ngô thần chạy đến ngăn con dao bằng thân thể mình anh ôm trầm nguyệt vận rồi đè cô xuống sàn để áp chế ngô thần đau đớn rút dao ra khỏi lòng ngực đang dỉ máu anh vứt con dao đi hiện tại nó đã trở lại bình thường ngô thần lo lắng lay cơ thể cô tiểu nguyệt nguyệt tiểu nguyệt nguyệt nàng nghe ta nói không chợt nguyệt vận từ từ mở mắt trên cơ thể cô có vết nhơ đang lan ra sabria xuất hiện cô ta khoanh tay cảm thán khá đấy ngươi cũng có vài phần thật lòng với con gái ta ngô thần nghiến răng bảo Nàng ấy là con gái của ngươi, tại sao ngươi phải độc ác như vậy? Cô ta bảo yên tâm, nó chỉ bị chúng độc thôi, tạm thời vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng. Tất nhiên, nó có sống được hay không là nằm ở ngươi. Rồi Sabria tiếp lời, chúng ta làm giao dịch đi, ta có thể tha cho Hạ Nguyệt Vận một mạng, không chỉ như vậy, sau này ta cũng sẽ không can thiệp vào chuyện của ngươi và các con gái của ta. Anh hỏi ngươi muốn gì? Cô ta độc đoán bảo ta muốn tàn hồn của Gaer, rồi buông lời thuyết phục Ngô Thần, ngươi đừng vội từ chối, Ngô Thần ngươi vốn dĩ không phải người của thế giới này hà tất phải quan tâm đến sống chết của thế giới này gai ở cưỡng chế triệu hóa ngươi từ trái đất đến đây cũng chưa từng hỏi cảm nhận của ngươi ngươi biến mất lâu như vậy chắc người nhà của ngươi từng rất lo lắng ta có thể đưa ngươi và các con gái ta về trái đất anh với ánh mắt sắc lẻm mà đáp đề án này ta sớm đã trả lời ngươi rồi à từ chối vừa dứt lời ngô thần lập tức tung nắm đấm vào bụng cô à cô ta nhanh chóng chắn được nhưng bị hất ra xa miệng rủa hự tên nhóc ngươi đột nhiên có thứ gì đó xuất hiện khiến Sabria ngạc nhiên đến to mắt. Đó là Gaia, cô đang cố gắng hồi phục trong nguyệt vận, điều này khiến Sabria tức giận hét toáng, Gaia lại là người phá hỏng chuyện tốt của ta. Đáng ghét, đừng tưởng như vậy là có thể uy hiếp được ta, nói rồi, mắt của cô ả à sáng lên. Ngô Vân vì thế ngạc nhiên, mồ hôi đổ hột. Lập tức, anh bị cuốn theo dòng thời gian, rồi, tất cả chìm trong bóng tối. Ngô thần từ từ mở mắt, ưm, um, đây là. Anh nhận ra khung cảnh quen thuộc, liền giật người giật dậy, hử, đây là phòng của mình. Đây rốt cuộc là, rõ ràng mình vẫn đang ở dị thế giới. Ngô Thần nhìn sang bên, đúng là chiếc gối ôm in hình Lydia thân thuộc trong phòng anh, hơ, không lẽ mình vẫn luôn nằm mơ. Chợt, có tiếng chuông điện thoại reo lên. Anh nhấc máy, "Alo, mẹ ạ." À, đầu dây bên kia phản hồi, "Cục cưng à, tối nay mẹ phải tăng ca, không về nhà ăn tối được." Trong tủ lạnh có sườn hầm con rất thích, con hâm lại là được. "À đúng rồi, con gọi Tiểu Hạ sang ăn chung đi, con bé đó cả ngày chỉ biết ăn ngoài." ăn giết hại cơ thể nghe được anh vô cùng ngạc nhiên ngô thần liền lớn tiếng hỏi mẹ 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 nói gì bà liền ngạc nhiên phản ứng mạnh như vậy làm gì con đã chơi với tiểu hạ từ nhỏ đến lớn con không nắm lấy cơ hội thì sớm muộn cũng có ngày tiểu hạ bị đứa con trai khác cướp đi đấy hai cái thân già này khi nào mới được bồng cháu đây anh được pha đứng hình thấy bên kia không trả lời bà lại hỏi alo cục cưng mẹ anh cảm thấy kỳ lạ khi con mình đột nhiên im bặt bà nói thầm thằng nhóc thối đủ lông đủ cánh rồi lại dám cút điện thoại của mình. Ở bên này, ngô thần mặc quần áo vào rồi vừa đi vừa nói, mình đã nói mà, thế giới này chắc chắn có vấn đề, thanh mai trúc mã, đùa à, mình làm gì có thanh mai trúc mã. Tiểu hạ, đây rõ ràng là là tiểu nguyệt nguyệt mà, mình chúng vô hạn nguyệt độc ư. Anh mở cửa, đột nhiên có tiếng người vang lên, ui ra. Anh lia mắt nhìn xuống, mới biết đó là nguyệt vận, cô bị anh làm cho u đầu, than vãn dưới đất, đau quá. Nguyệt vận không phục mà đứng lên tức giận mắng, mắc gì mở cửa mạnh vậy, cẩn thận chút chứ, anh đáp, "Vãi, làm sao tôi biết cậu đang núp trước cửa nhà tôi?" Cô đỏ mặt xấu hổ, vẫn lì đầu mà phản biện, "Hứ, ừ, nếu không phải bác gái gọi tôi qua ăn cơm thì còn lâu tôi mới qua gặp cậu, không, không phải đến gặp cậu đâu, đừng hiểu lầm." Anh không nhiều lời thì nói, "Được, được được, vào đi, hôm nay mẹ tôi hầm sườn." Cô ngạc nhiên, "Sườn sao?" Ngô Thần hỏi, "Cậu kích động như vậy làm gì?" Hộp sườn để trong lò vi sóng hâm lại. Anh thì lấy điện thoại ra lướt, nhìn thấy tin tức lan truyền mà tự hỏi, "Đây, đây là gì vậy trời?" tin tức có nội dung ô nhiễm nước thải hạt nhân ở đảo quốc khiến Godzilla hiện thân phá hủy Đông Kinh, hạn đội người tam thể xâm nhập trái đất bị Hoang Thiên Đế đẩy lùi, hủy bỏ kế hoạch lang thang trái đất. Ngô Thần cau mày bảo thế giới này hoàn toàn được tạo nên dựa theo ấn tượng của Tiểu Nguyệt Nguyệt với trái đất à? Rồi anh chuyển dư luận sang hướng Nguyệt Vận, người đang ngồi trong phòng khách chờ đợi nhưng vô lý, Tiểu Nguyệt Nguyệt làm sao biết nhà mình như thế nào? Không lẽ ký ức của mình cũng bị hòa vào sao? Anh sau đó đi ra với dĩa sườn trên tay, khiến Nguyệt Vận vô cùng thích thú được ăn sườn rồi hả?" anh đáp, "Ừm, dọn bàn đi." Tô sườn được hâm lại vừa nóng vừa thơm, Nguyệt Phận ăn với cơm thì khen, "Ừm ngon." Anh bảo, "Đúng rồi Tiểu Nguyệt Nguyệt, gần đây cậu có quên chuyện gì không?" Cô ngạc nhiên, "Hửm, chuyện gì?" Ngô Thần liền nói, "Ví dụ, ma nữ hoặc đại loại," câu nói khiến cô đứng hình. Rồi, Nguyệt Phận đặt đũa chén xuống, "Vậy à, không ngờ vẫn bị cậu nhận ra." Cô tự động mở lời, vốn dĩ định giấu cậu, không ngờ cậu lại phát hiện rồi, khiến anh giật bắn. Ngô thần không tin được, hả, hóa ra cậu sớm đã, cô bảo, không sai đúng như cậu nghĩ. Nguyện vận tự xưng, tôi chính là thiếu nữ ma pháp, điều này khiến anh có chút thất vọng, ngựa khỉ, gì cơ. Đột nhiên, căn nhà ngô thần rung động, một cuộc địa chấn xảy ra, khiến nguyệt vận cũng mất thăng bằng, cô hét lớn, ối, chuyện gì xảy ra vậy. Bên ngoài là một con quỷ khổng lồ đang điều phối thành phố, mua ha ha ha, ta chính là cán bộ của quân ma vương, đại nhân 30, con người, hãy khuất phục dưới chân của ma vương vĩ đại đi nguyệt phận bất an lôi ra gậy phép thuật màu hường không ổn quân ma vương lại xuất hiện nữa rồi đã đến lượt tôi ra sân điều này khiến ngô thần cứng đơ đến phát sốc cô liền dùng chiêu biến hình mặt trăng ơi hãy cho tôi sức mạnh để bảo vệ thế giới thế là trang phục nguyệt phận đang mặc hiện tại là một đồng phục tiên nữ hồng cô tự tin giới thiệu thiếu nữ mặt trăng đánh bại cái ác hạ nguyệt phận xuất kích chưa kịp nói gì cô đã lập tức nhảy ra khỏi cửa kính bỏ lại anh trong sự lúng túng gì gì thế này anh lúc đầu thất vọng giờ đã tuyệt vọng luôn rồi chán nản mà bảo cậu là ma nữ viên nguyệt đâu phải thiếu nữ ma pháp hơn nữa cậu đang bạo văn một cách nghiêm trọng